Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video lần trước thì mình đã hướng dẫn mọi người và có chia sẻ là một bộ hồ sơ hải quan thì gồm những chứng từ gì. Tuy nhiên là đấy chỉ là một bộ hồ sơ hải quan cần để submit lên hệ thống của hải quan thôi. Tuy nhiên là mình để làm được một cái tờ khai hoàn chỉnh và có đủ dữ liệu, có đủ thông tin để input dữ liệu lên trên hệ thống khai báo hải quan ấy, thì mình cần thêm những cái chứng từ khác. Đáng nhẽ ra là mình làm bị ngược, mình nên làm cái video này sau và làm cái video này trước, đưa mọi người từ gốc lên trước, đằng này lại để mọi người kiểu trèo ngược lại. Thì nên là nếu mà ai xem cái video lần trước mà chỉ biết là một bộ hồ sơ hải quan gồm những chứng từ gì mà không biết mở tờ khai như thế nào, không biết những cái thông tin cần để mở tờ khai như thế nào thì nó sẽ rất là khó hiểu. Thế nên là mình sẽ làm luôn một cái video này để hướng dẫn mọi người, có nghĩa là để chia sẻ những cái kiến thức hải quan ít ỏi của mình để cho mọi người có được cái nhìn cơ bản là để mở được tờ khai thì cần những cái chứng từ cơ bản gì. Sau khi mà mình mở tờ khai xong và mình duyệt được cái tờ khai nháp đấy thì đấy là cái lúc mà bắt đầu mình sẽ attach thêm những cái bộ hồ sơ để truyền lên hệ thống của hải quan. Cái chứng từ sau đây mà mình giới thiệu thêm cho các bạn là nó chỉ cần để có thông tin input lên trên hệ thống để làm ra tờ khai hải quan thôi, chứ nó không nằm trong cái bộ hồ sơ bắt buộc phải submit lên hệ thống của hải quan. Như kinh nghiệm của mình ấy, hải quan yêu cầu gì thì mình chỉ cần submit đủ thôi, đừng submit thừa. Submit thừa thì lại bị hỏi nhiều. Đối với hàng xuất thì sau đây sẽ là những cái chứng từ cần để có thể mở được tờ khai xuất khẩu đường biển nhá. Thứ nhất là ta cần có invoice, invoice để biết giá trị của hàng hóa. Cái thứ hai là packing list, packing list là để biết được cái số lượng hàng hóa bao nhiêu và trọng lượng hàng hóa như thế nào. Cái thứ ba là hợp đồng mua bán, là để biết tên người xuất khẩu, tên nhà nhập khẩu, số hợp đồng, số hóa đơn và điều kiện giao hàng là gì. Cái chứng từ thứ tư đó chính là booking confirmation, hay còn gọi là xác nhận đặt chỗ đối với hàng lẻ. Đối với hàng nguyên công thì còn cần thêm cả số công và số siêu nữa thì mới có thể đủ thông tin để mở được tờ khai hải quan. Cái lý do tại sao cái booking confirmation lại cần để có thể mở được tờ khai hải quan là bởi vì trên booking confirmation nó thể hiện là cái tàu dự kiến đi từ Hải Phòng là tàu gì, số hiệu bao nhiêu, dự kiến ngày khởi hành là ngày bao nhiêu, cái terminal dự kiến để xuất phát từ Hải Phòng là terminal nào. Khi mà biết được cái terminal dự kiến xuất hàng từ Hải Phòng thì sẽ có thể tra ra được cái code của địa điểm đích vận chuyển báo thuế và địa điểm chờ thông quan dự kiến. Sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn một số những cái thuật ngữ để các bạn hiểu hơn. Địa điểm đích vận chuyển báo thuế chính là cái địa điểm terminal mà xuất hàng đi nước ngoài. Và cái đích vận chuyển báo thuế này nó sẽ có những cái code riêng, chứ không phải là ghi là Nam Hải Đình Vũ hay là VIP Greenport. Bởi vì mỗi một cái terminal này trên hệ thống khai báo là sẽ có những cái code riêng. Địa điểm chờ thông quan dự kiến chính là cái chi cục hải quan mà doanh nghiệp mở tờ khai hàng xuất để làm thông quan. Mình lấy ví dụ như là một doanh nghiệp ở Thái Nguyên làm xuất khẩu hàng hóa đường biển, tuy nhiên là họ không mở tờ khai ở chi cục hải quan ở Hải Phòng mà họ sẽ mở tờ khai ở chi cục hải quan ở Thái Nguyên, thì ở đây cái địa điểm chờ thông quan dự kiến đó chính là chi cục hải quan ở Thái Nguyên, là cái nơi mà họ mở tờ khai thông quan. Còn trong trường hợp mà họ không mở tờ khai thông quan ở Thái Nguyên mà họ mở tờ khai thông quan ở các chi cục hải quan dưới Hải Phòng thì lúc đó cái địa điểm chờ thông quan dự kiến thì là chính là thông tin của cái chi cục hải quan dưới Hải Phòng. Đối với hàng nhập, những chứng từ cần để có thể mở được tờ khai hải quan hàng nhập đó chính là invoice để biết được cái giá trị hàng hóa, packing list để biết được cái trọng lượng và số lượng, hợp đồng để biết được làm người xuất khẩu là ai, người nhập khẩu là ai, cái điều kiện giao hàng là gì, số hóa đơn là bao nhiêu, vận đơn đường biển và giấy báo hàng đến của hãng tàu. Cái giấy báo hàng đến ở đây để biết được là tàu về Hải Phòng là tàu nào, số hiệu bao nhiêu, ngày dự kiến về cảng Hải Phòng là ngày nào và hạ tại cái terminal nào. Đối với hàng nguyên công thì chỉ cần những thông tin như vậy, nhưng mà đối với hàng lẻ thì sẽ cần thêm một thông tin nữa, đó là cái kho hàng lẻ là cái kho nào, mã số bao nhiêu. Từ terminal dự kiến cập cảng có thể tìm ra được cái code của địa điểm giữa hàng và code của địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến. Đấy là đối với hàng nguyên công. Mình sẽ giải thích thêm một số cái thuật ngữ. Địa điểm dỡ hàng ở đây là gì? Có nghĩa là khi mà tàu đi vào cảng Hải Phòng nhưng mà sẽ cập vào cái terminal, ví dụ như là Đình Vũ chẳng hạn, thì cái địa điểm dỡ hàng ở đây chính là cảng Đình Vũ, terminal Đình Vũ. Đối với hàng nguyên công thì cái địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến cũng sẽ chính là cái terminal đó luôn.
Còn đối với hàng lẻ thì có nghĩa là cái hàng đấy còn sẽ kéo về cái kho hàng lẻ nữa, thì cái địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến ở đây là cái kho hàng lẻ. Mình sẽ giải thích thêm cho các bạn một chút xíu là như thế nào là hàng nguyên container và như thế nào là hàng lẻ. Hàng nguyên công ấy, thì có nghĩa là một doanh nghiệp khi họ xuất khẩu hay họ nhập khẩu, họ sử dụng nguyên một container cho toàn bộ hàng hóa của họ. Thì đó là gọi là hàng nguyên container, hàng full container. Còn hàng lẻ có nghĩa là hàng đóng ghép, nghĩa là trong một container sẽ đóng ghép hàng hóa của rất nhiều các doanh nghiệp khác nhau. Ví dụ như là một doanh nghiệp họ muốn xuất khẩu từ Hải Phòng mà đi Singapore, tuy nhiên là hàng hóa của họ quá ít để có thể đóng full được một container. Thì bây giờ để tiết kiệm chi phí thì họ sẽ đóng ghép cùng các doanh nghiệp khác. Đó, thì cái quá trình đóng ghép như thế nào và xử lý đóng ghép ra sao thì là nghiệp vụ của các công ty dịch vụ logistics như bọn mình. Bọn mình sẽ hỗ trợ những cái khách hàng mà không đủ hàng hóa để đóng được full container thì mình sẽ hỗ trợ để mình tìm các doanh nghiệp khác đến cùng một địa điểm đến để đóng vào một container, đóng ghép vào thành một container. Có thể trong cái video này mọi người sẽ cảm thấy hơi khó hiểu một chút bởi vì cái từ ngữ nó cũng hơi học thuật và nó cũng hơi trừu tượng. Tuy nhiên là làm xuất nhập khẩu hay là làm logistics hay là làm dịch vụ khai báo hải quan thì những cái từ này nó là rất là phổ biến. Có thể các bạn mà chưa làm sẽ hơi khó hiểu, nhưng mà nếu các bạn không hiểu gì thì cứ comment cho mình biết và mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Và từ cái video này đổ về sau thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ những cái nghiệp vụ cơ bản trong xuất nhập khẩu đường biển dành cho những bạn làm về chứng từ đường biển hay là operation đường biển, thì mình cũng chia sẻ. Nó là những cái mà mình vẫn làm thường ngày, thì những cái rất là cơ bản thôi. Thì mình hy vọng là mọi người sẽ học lên từ đó để sau này đi làm thì mọi người cũng đỡ bỡ ngỡ và mọi người sẽ tiếp thu nhanh hơn. Nếu có bạn nào có nhu cầu nhận bộ chứng từ hải quan hàng xuất hàng nhập đường biển thì có thể comment cái địa chỉ email thì mình sẽ gửi bộ chứng từ cho các bạn tham khảo. Mình cũng không biết sao nữa nhưng mà mình không upload được cái file lên trên cái Facebook page của mình ấy, hay là phải tạo nhóm nhỉ? Nói chung là bởi vì mình sợ là khi mà cái tin nhắn, cái comment của các bạn nhiều mà mình lại bỏ sót một ai đó thì thực sự là rất là hơi buồn, hơi hơi tiếc cho cái bạn mà không nhận được ấy, nên là mình muốn up lên để ai có thể lên lấy cũng được thì lấy ấy. Nếu mà các bạn không nhận được cái email phản hồi của mình trong mấy ngày sau ấy thì các bạn cứ comment lại nhá. Hôm nay rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhá. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Bye bye.